Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft ở săn kho báu. Và hôm qua thì mình đã có một trận chiến hơi bị căng với những con boss trong cái cuộc xâm lược bên thế giới kho báu ha. Và cái kết là ba Eternal của mình hầu như đều đã bị đánh gục luôn. Khá là đáng tiếc ha. Thôi thì bây giờ mình sẽ hồi sinh lại những Eternal đi. Để nhỡ mình cần chiến đấu á thì còn có Eternal ra phụ mình nữa. Có điều là hiện tại thì có hai Eternal chưa có được trang bị giáp và vũ khí, nên mình sẽ lấy giáp của mình ra. Về phần vũ khí thì mình sẽ cho Eternal dùng cái thanh kiếm có thể phóng được nè. Cái này thì lúc đầu mình dùng khá là tốt ấy. Bây giờ mình sẽ nhường lại cho Eternal ha. Và thêm một cây kiếm rồng đi. Mình nhớ, đấy, mình còn một cây kiếm rồng nè. Ngoài ra thì mình sẽ nâng cái kỹ năng triệu hồi Eternal lên thêm một cấp nữa. Ở cấp 4 thì mình sẽ có 10% cơ hội triệu hồi ra được những cái Eternal cổ đại đó. Nên mình sẽ gán nâng cấp lên. Và chọn cái nhánh nào ta? Chọn nhánh nào vậy nhờ? Cái nhánh này hình như là mình triệu hồi một lần sẽ có cơ hội kiểu như tăng thêm Eternal hay sao nè. Tức là triệu hồi một nhưng mà thành hai á, nhân bản lên kiểu vậy. Cũng hay. Mình sẽ quấn hội đồng được luôn. Được, cái nhánh này hay nè. Chọn luôn nha. Xong. Còn bây giờ thì tới công cuộc mình đi nâng cấp cái giáp mình thôi. Để mình lấy một ít cái cuốn sách cái đã. Cũng như là ngọc lục bảo nữa. Ngọc lục bảo đây. Lấy nhiều một xíu. Rồi xuống dưới cái chỗ dân làng. Vì mình vừa tìm ra một dân làng bán cho mình quyển sách có tên là Ngăn chặn sát thương. Cấp độ là 90 mấy luôn. Có vẻ cái dòng này sẽ rất là phù hợp cho cái giáp của mình đây. Mua khá là đắt nha, một stack mua được có một quyển thôi. Hy vọng là nó sẽ tốt. Mình sẽ ép thử vô cái giáp của mình coi. Ui. Trời, nó cần 300 mấy cấp để có thể ép vào. Oh my god. 403 cấp nè. Cái nón thì cần 300 mấy cái. Trời đất ơi. Ôi, muốn ép vô cái áo thôi là phải cần 400 cấp ấy. Để mình coi mình có đủ kinh nghiệm không. Mình có khá là nhiều bình kinh nghiệm. Để mình chọi hết cái đống này coi. Có đủ lên cấp 300 mấy hay không nha. Tại vì hôm rày mình để dành kinh nghiệm cũng khá là nhiều á, nên bây giờ tới lúc để chúng ta dùng bình kinh nghiệm ơi. Hy vọng là đủ nha. A few moments later. Thôi xong rồi, có vẻ là không đủ rồi. Rồi luôn, hết sạch luôn. Thánh thần thiên địa ơi, muốn ép vô cái áo này hơi bị căng rồi. Cái nón, cái nón thì ép được nè. Quất không ta, quất vô cái nón nha. Làm liều thôi chứ biết sao giờ, mình mua 4 cuốn nhưng mà chỉ đủ kinh nghiệm ép cho một cuốn thôi. Thôi lấy luôn đi, được cái nào thì đỡ cái đó. Vậy là mình đã có được một cái món giáp kiểu như là chặn sát thương rồi. Nhưng mà có phải là như vậy hay không thì một xíu thực chiến mình mới biết được. Giờ thì chắc mình sẽ làm pha lê kho báu rồi chúng ta đi test thử cái dòng cường hóa luôn nha. Nếu như mà tốt thì một xíu mình sẽ đánh tiếp tục cái cuộc xâm lược ha, để trả thù mới được. Hôm qua dám bán hành cho mình. Mà hôm qua trong cái trận đại chiến với boss ở đấu trường á thì mình quên mất là mình không có kêu rồng ra. Đúng rồi ha, bữa nay thì chắc mình sẽ làm thiệt là nhiều thức ăn cho rồng. Rồi mình gán nuôi rồng lên cấp 100 xem. Để coi lúc đó rồng có phụ mình được phần nào hay không ha. Ý kiến hay. Rồi, hiện tại thì rồng băng của mình đang cấp 50 thôi. 50 ngày tuổi, mình sẽ cho lên 100 ngày tuổi luôn nha. Ui giời, đang rất là to kìa. Rồi. Bây giờ là giai đoạn 5 rồi. Wow. Hơi bị khủng nha, bự bằng gần bằng cái nhà mình luôn rồi. Chuyện này mấy con boss tới công chuyện hết. Rồi, tạm thời cất rồng băng vô trong đi. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị cho cái chuyến đi săn kho báu ngày hôm nay á. Tính kiếm coi có dòng nào tốt tốt thì lượm, nhưng mà thôi.
Không có cái nào tốt hết thì mình đi ngẫu nhiên luôn ha. Biết đâu ngẫu nhiên thì nó lại may mắn hay sao. Vô chuyến đi đầu tiên của chúng ta trong ngày hôm nay nè. Để xem. Trời, sao nhiều thế. Cho thêm thời gian, thêm tốc độ, cho thêm quãng, nhưng mà sẽ tăng những cái rung bảy nha. Và còn bị khóa là sao? Bị khóa là gì ta? Ồ, cái khóa này hơi lạ với mình nha. Ôi, tức là mình không được trở về hả? Ôi. Ờ mà thôi chứ, mình chưa đi săn mà. À mình hiểu rồi, tức là kiểu như mình phải bắt buộc đánh được boss thì mình mới được về, còn không là mình không được trở lại cánh cổng này để về nhà đâu. Ui, cái này tính ra cũng căng lắm á. Không giỡn đâu. Nhưng mà được cái là chưa gì mình đã tìm được hai phiến đá rồi nè. Dễ thở hơn rồi. Úi, hình như con xương nó bắn mình không vô máu luôn thì phải. Đúng không vậy? Hồi nãy mình mới thấy nó bắn mình mà không xi nhê gì luôn. Nếu thực sự là như vậy thì quá tốt luôn á. Ừ, nó có vô máu nhưng mà ít lắm. Rồi, tới số rồi. Như vậy thì cái dòng anti-dam nó có vẻ là hiệu quả nha. Nó giúp mình phòng ngự rất là tốt luôn. Quả thật không uổng 300+ cấp mình đầu tư vô cái dòng cường hóa đó. Còn bây giờ thì chắc đi tìm tiếp những phiến đá thôi. Hình như trước mặt mình là một cái phiến đá thì phải. Để mình bay qua đó coi có phải hay không nha. Đúng không? À không, nó là một cái rương. Rương 2 phút. Có vẻ bên đây là viên đá thứ 3 thì phải. Ờ, chính xác rồi. Wow, và căn phòng này cũng là một trong những căn phòng rất là nhiều rương á. Để mình tranh thủ mình loot căn phòng này cái đó. Đầu tiên là giải đố trước nè. Rồi. Ồ, tầng. Đúng không? Đúng liền. Rồi, quét sạch thôi. Đó. Vô phòng này cái là bộn đồ liền. Tha hồ mà cất vô ba lô ha. Rồi, mình đã loot được cái rương thử thách rồi. Bây giờ thì lên trên vét nốt mấy cái rương còn lại thôi. Đây, quá trời ở đây nè. Nhưng mà cũng rất là nhiều rương bảy nha. Ui, chỗ này sao nhiều TNT thế. Cẩn thận nha. TNT bên thế giới kho báu mình chỉ cần đụng vô là nó nổ đó. Không cần phải kích hoạt đâu. Mình đụng vô là nó sẽ tự kích hoạt thôi. Nên mình phải đào cẩn thận. Ây da. Đi chỗ khác. Đi ra chỗ khác. Chỗ này nguy hiểm hay không. Ui thôi xong rồi, mình lỡ kích hoạt rồi. Yêu. Rồi luôn đó. Lỡ đụng vô mà nó nổ vậy đó. Nổ tứ lung tung luôn. Ồ, phòng này thì nó có cánh cửa màu tím mộng mơ. Tới công chuyện luôn. Vô. Lâu lâu mới gặp mấy cái cánh cửa mà nó có đúng cái chìa khóa mình giữ. Ây da. Ui, trong này cũng có người canh gác à. Căng ngay. Để mình lấy ít cái này trước ra. Tranh thủ đi. Tốc độ. Thời gian có hạn thôi. Trong này thì có mảnh giáp nè. Mảnh quần với một vài cái quặng ha. Đó là tầng dưới, còn tầng trên thì sao? Thường thì rương tầng trên lúc nào nó cũng sẽ xịn hơn rương tầng dưới đấy. Đó, lần này thì không xịn lắm. Ừ, nhưng mà được cái là nó có cái siêu. Ý. Ừ, thêm một cái đan nữa nè. Tốt nha. Được quá ta. Rồi coi cái đan này có đồ không. Ồ, cái đan này không có đồ, phải có đồ thì hay biết mấy. Mà không sao. Vậy là chúng ta đã xong được một cái căn phòng nữa rồi. Hồi nãy mình thấy dưới này nó còn có. Đúng không? Ừ đúng rồi. Trong này nó còn có thêm một. Một căn phòng nữa. Căn phòng màu vàng. Ôi không phải, màu vàng đó thì không đúng cái chìa khóa mình giữ rồi. Rồi. Phiến đá thứ. Thứ tư. Ui dạ. Tranh thủ nào. Đây là. Chính xác rồi, đây là phiến đá cuối cùng. Chuẩn bị nào. Ôi, bây giờ lại là giờ ngủ của rồng nữa. Không được rồi,
rồng băng không được thì mình sẽ kêu rồng sấm sét ha. Không sao không sao. Đây rồng sấm sét còn rất là tỉnh nè. Vô đóng băng lên cái. Nè con rồng này. Boss này láo. Boss này láo. Triệu hồi Eternal luôn. Đó bây giờ triệu hồi được 2 Eternal kìa, 3 Eternal luôn. Cũng như hợp sức nào. Ui mình triệu hồi một lần được 3 Eternal của mình luôn nè. Đã tuyệt sự luôn. Như vậy một xíu mà mình có chinh phục cái cuộc xâm lược chắc sẽ dễ dàng hơn đây. Tiếc là trận chiến vừa rồi không có thể cho rồng băng ra thể hiện ha. Mình nghĩ rồng băng thể hiện chắc sẽ ok hơn á, kiểu đóng băng các thứ đâu. Còn bây giờ thì tiếp tục là chuyên mục mở rương boss ha. Rương boss lần này thì đa số là mảnh giáp nữa. Ủa bữa nay kiểu như mình khá là may mắn trong việc tìm mảnh giáp ha. Toàn là mảnh giáp thôi. Cũng được. Nhưng mà hiện tại cấp độ thì vẫn là cấp độ hiếm là chính nè. Chưa có kiểu nhặt được mấy cái mảnh giáp epic ha. Rất là ít luôn. Thôi kệ không sao. Còn có được một thêm một cái rương kiểu như là rương kho báu nè. Ok. Cũng tốt. Nhưng mà hồi nãy test thì cũng chưa có thấy rõ được sức mạnh của cái giáp này lắm nha. Kiểu boss chưa kịp đụng vô mình nữa là bị Eternal với mình xử gọn rồi. Hay là bây giờ mình sẽ đánh boss thêm một lần nữa nha. Mà boss ở bên thế giới thường thôi. Để đánh boss lần này thì mình sẽ cần có kiểu như là khối netherite. Nhưng mà bao bọc nó là bằng redstone ha. Đây mình sẽ làm trước một khối netherite. Như vậy. Tiếp theo là một khối kim cương. Mình sẽ làm hai khối ha. Sợ không? Phải tìm một nơi lý tưởng để chúng ta đánh boss và test sức mạnh nào. Lần này thì chắc mình sẽ cho rồng đánh chung với mình á. Để xem sức mạnh của rồng ra làm sao luôn á. Mới lên kiểu như là cấp 5, giai đoạn 5 á. Mà chưa được thể hiện gì trơn à. Chuyện này là cho rồng ta hồn mà thể hiện luôn. Và địa điểm đánh lần này thì chắc mình sẽ đánh gần nhà thôi. Nó đâu đó ở bên cái vùng sa mạc này nè. Mình nghĩ là sẽ hợp lý ha. Xa một xíu đi. Ồ bây giờ gồng gồng lên một cái mình lại được thêm sức mạnh nữa chứ. Được quá ta. Tính ra mình mang rồng theo là cũng như là mình mang theo một cái kiểu như là búp sức mạnh vậy á. Khá là ok la luôn. Rồi chắc mình sẽ đánh ở ngay đây nè. Chỗ này là hợp lý rồi. Khá là trống luôn. Đáp xuống một cái. Tiếp theo là mình sẽ triệu hồi boss ngay khu vực này. Chắc cũng căng thẳng lắm á. Ủa đúng không ta? Hay là mình làm ngược nhờ? Gì mới đúng nè. Ra coi. Đấy rồi, mình đã triệu hồi thành công con boss lần này. Đây là một con boss skeleton nha. Ủa nó đâu rồi? Mình không thấy nó. Nó đâu? Không phải con này. Nó đâu ấy nhờ? Nó vẫn có tuyệt chiêu triệu hồi đàn em gai khá là giống chú quỷ Satan nha. Nó đâu rồi? Mình không thấy nó. Nó đây đúng không? Phải nó không? Không phải. Nó nấp ở đâu rồi? Con boss khốn kiếp này. À đây nó đây. Mày thì boss. Ui nó vẫn triệu hồi. Trời ơi nó triệu hồi đàn em. Quá trời quá đất rồi. Ui nó triệu hồi đàn em. Oh my gosh. Rồng mình thì phun băng. Nó thì triệu hồi sấm sét. Rồi triệu hồi quái vật các thứ ra. Trời đất ơi lắc máy luôn rồi. Cái này giống như là rồng với con boss đang giao chiến nhá. Trời ơi khổ rồng mình rồi. Được không rồng? Ui da lắc quá chịu không nổi. Cố lên nha rồng. Không biết rồng mình trụ nổi hay không nữa. Quá chịu quá xá lắc rồi. Trời ơi rồng mình đóng băng mấy con zombie khổng lồ kìa. Không ổn rồi. Mình phải bắt rồng mình lại thôi. Chu cha. Coi cơ. Đó là những con rồng mà bị. Ủa đó là những con quái mà bị rồng và con boss đánh nó cháy kìa. Thì gớm không? Để mình giết bớt ra cho nó đỡ lát coi. Chứ lát quá chịu không nổi á. Boss rồi. Giờ mình phải tìm con boss nữa nè.
con boss nó có chút xíu à. Mình cá luôn là con boss này cũng họ hàng ngang hóc gì với cái thanh niên quỷ Satan lần trước mình đánh nè. Quýnh con tí xíu thôi mà triệu hồi đàn em ra cái đống. Nữa nè, thấy hắn nè. Rồi đánh con boss này mà suýt nữa là nổ máy luôn rồi. Lắc kinh khủng luôn á. Thôi thôi, nó đây. Mình thấy nó rồi. Ôi hết thấy rồi. Chu choa. Triệu hồi vừa thôi. Xanh chín nào. Mấy con boss này không bao giờ chơi xanh chín với mình hết. Toàn chơi triệu hồi đàn em không à. Này thì triệu hồi đàn em nè. Cho đánh cái nó. Này thì triệu hồi đàn em nè. Đâu rồi. Mà công nhận bộ giáp mình cũng khỏe thiệt. Hồi nãy giờ bị quýnh quá trời quá đất mà không ăn thua nè. Giáp xịn. Rồi tới số ngươi rồi. Ta thấy ngươi rồi. Tàn đời ngươi rồi. Ui. Nữa hả? Muốn đụng vô có con xương đó là phải bước qua cả đống đàn em của hắn luôn. Ồ, siêu năng lực này mình đã từng gặp rồi nên mình cũng không có bỡ ngỡ lắm ha. Nhưng mà có điều lần này có vẻ lắc hơn lần trước rất là nhiều luôn. Và còn thêm một đòn nữa thôi thì chúng ta đã kết liễu được con boss này rồi. Mình phải sửa soạn lại đồ đạc mới được. Chích mạng 500 lên để nhỡ nó có rơi ra đồ thì mình còn lụm được ha. Này cái boss. Này thì boss nè. Chết chưa? Chết hắn chưa? À chết rồi. What the heck cái gì? Oh my god. Trời Phật. Ui coi kìa. Một khi mà cái con boss Wither nó chết đúng không? Nó sẽ tạo ra một vụ nổ siêu khủng khiếp. Sức mạnh của vụ nổ này như một quả bom hạt nhân nhá. Trời ơi, nó nổ mình bay tít lên trời luôn mà. Ôi. Nguy hiểm thiệt sự. Coi quy mô vụ nổ của nó này. Một con xương thôi mà nó nổ to như vậy á. Sợ thật. Ui. May là mình còn có rồng nên mình còn bay lên dễ nha. Ôi mà cũng hên là phải đó mình có cái vật tổ trường sinh không thôi là chắc mình cũng ngỡm của tỏi rồi. Nổ gì mà ghê thiệt chứ. Ui thôi đi về. Chỉnh cái tầm nhìn lên coi. Hồi nãy mình bật cái tầm nhìn thấp cho nó đỡ lag á. Gì đâu boss mà vừa mạnh mà vừa lag nữa. Mà phải công nhận là cái nón của mình có cường hóa cái dòng anti-dam ấy nó cũng trâu phết. Bị đánh từ cả đống đàn em của con xương đó mà không sao luôn á. Bây giờ thì mình có đủ kiểu như là điểm kỹ năng để mình có thể nâng lên sức mạnh cấp độ 6 nè. Xúc luôn nhờ. Sức mạnh cấp độ 6. Rồi luôn. Còn phần triệu hồi Eternal thì mình có thể nâng thêm một lần nữa để giảm thời gian hồi chiêu của nó thêm 10 giây ha. Ok. À không. Mình nghĩ là bây giờ mình nên tăng cái năng Rampage đi. Bây giờ nếu mà mình lên cấp 3 thì mình sẽ có thêm được 100% sát thương. À hay. Nâng lên liền. Rồi, vậy là bây giờ mình đã mạnh lên được một tẹo rồi. Có nên đi... À, đi săn liền luôn. Đi liền luôn cho nóng nhá. Hy vọng là lần này thì có dịp để cho... À không, mình đi ngủ đi. Mình nghĩ là mình nên đi ngủ sớm. Để cho trời sáng. Có gì mình còn kêu rồng ra phụ giúp mình nữa. Với cả là mình phải uống thêm một cái lọ thuốc mọc cánh rồi. Hồi nãy con boss á, nó nổ phát mình mất cánh rồi. Phải mọc lại cái cánh mới mới được. Kế tiếp đến là mình sẽ lấy thêm một cái totem khác để mình có thể dùng nữa chứ. Được á. Mình sẽ thử roll coi mình ra cái totem gì mới nha. Đây là totem cấp Omega đó. Hy vọng là một cái có thật là nhiều điểm nâng cấp. Cái này không thấy. Mình thấy nó không tốt lắm này. Mình thử mình ghép với những cái Wutat Crystal xem như thế nào. Thử nha. Rồi, bây giờ thì nó cho mình miễn nhiễm với độc nè. Cộng sát thương các thứ.
Nói chung thì cũng được thôi chứ không có quá tốt ha. Cái này thì mình dùng tạm thôi. Ok. À, lần trước thì mình có cái để ép vô cái totem mà ta. Đây đây đây, nó đây. Banish Show nè, cái này nó sẽ tăng độ bền cho totem rất là nhiều ha. Đây, đây rồi. Thử xem. Oh, thành công rồi. Vậy là cái totem này nó có tới 3.000 mấy độ bền lận, xài rất là lâu. Lâu hơn ha. Đi. Cánh cổng lần này thì sao? Mình thử triệu hồi lần nữa coi, lần này có hên không? Ồ, thiệt nè. Bây giờ mình triệu hồi một lần là ra 3 Eternal mà. Thích thiệt. Trời ơi, Eternal mình quấn coi. Quá là dữ luôn. Giờ thì mình có thể đi quẩy cùng đồng đội rồi ha. Không phải quẩy một mình nữa đâu. Ui, bây giờ đổi tới 28 trái tim rồi hả ta? Căng hẳn vậy. Đừng có đi lên đây, chỗ người ta đang đổi trái tim. Ở dưới đi, con nhỏ này. Trời trời trời, nó bò lên đây, nó cắn mình cho bằng được. Ừ, vậy thôi, cho xin miếng tiết đi. Nó ở đây thì mình có thể đánh nó để hút máu ha. Đỡ phải dùng thuốc hồi máu. Ok luôn, hợp lý. Quá là được luôn ấy chứ. Rồi. Vậy là mình đã đổi thành công 28 trái tim rồi. Và nó cho cái đồ tăng độ bền cho cái totem. Cũng được. Hết giá trụm lợi dị thì mình sẽ xử nó thôi. Đi chỗ khác, hết giá trị lợi dụng rồi. Đi đi. Ủa, đủ rồi. Hãy ra chỗ khác nào. Đi về thôi. Quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà không được rồi, chắc sắp tới mình phải kiểu như là chế tạo thêm giáp Netherite Magic thôi. Hồi nãy khi mà chiến đấu ấy, mình thấy hai Eternal mặc giáp thường á, rất là thiệt thòi luôn. Bị quýnh một xíu là lật ha. Còn Eternal mà mặc giáp Netherite Magic thì có vẻ là cầm cự được lâu hơn á. Vậy là chắc người mốt mình phải đầu tư rồi. Được á. Ừ, để mình hồi sinh lại luôn, để kẻo hồi mình quên á. Này, hồi sinh lại cái. Hay là tại do cái kiếm chưa được ép dòng hút máu nhờ. Hút máu ở đây đúng không nhờ? Đúng rồi. Mình sẽ mua hai quyển. Rồi sau đó lên trên ghép vô hai cái kiếm của hai Eternal ha. Đây. Đây nữa. Rồi, từ giờ là vũ khí của hai Eternal đã có thể hút máu lại rồi. Hy vọng là sẽ giúp đỡ một phần nào vô cái việc hồi phục ha. Chứ đánh một xíu thì gục thì cũng khá là thiệt thòi đấy. Còn về rương boss lần này thì sao? À không, rương thưởng chứ nhầm. Rương thưởng thôi chứ hồi nãy không có đánh boss. Rương thưởng thì cho mình một cái rương này quen vậy. À, chung xét. Tốt vậy ta. Thêm một cái rương Omega nữa nè. Ngoài ra thì mình còn có được một cái Final Vow Frame. À, đây là một thứ rất là quan trọng luôn. Nó dùng để có cái mặt mình trên này luôn nè. Nó dùng để kích hoạt cái cánh cổng kho báu dẫn tới cái kho báu cuối cùng ấy. Đã thiệt sự. Yeah, có đường rồi nha. Thôi, còn bây giờ thì chắc mình sẽ mở nón mới không nhỉ? Có nên mở thêm hay là mở mấy cái thùng này? Cũng được, mở mấy cái thùng này cũng có vẻ hợp lý này. Để mình thử mở coi nó sẽ cho mình những cái mảnh gì nha. Lần trước thì mình mở ra được cái áo trong cái thùng này rồi. Lần này cho mình cái nón. Ui, lần này cho mình cái nón nè. Đẹp lắm. Chơi. Mình phải treo lên liền mới được. Treo vô căn phòng này. Cái áo lần trước là mình để trên tầng 2 đúng không? Đây, trời. Đúng set của nó nhìn cực kỳ đẹp luôn. Wow, nhìn như siêu nhân ấy. Còn một mảnh cuối cùng. Cái này là cho mình cái quần luôn nè. Wow. Cái set của nó cực kỳ đẹp ha. Được thiệt sự ý chứ. Nhức nát.
Rồi, như vậy thì mình đã gần sở hữu full được một cái bộ giáp trông rất là cool ngầu rồi ha. Ở trên nãy thì mình còn thấy nó còn hai cái đường nữa. Đây, thử mở coi. Cái này nhìn giống như là công nhân vậy đó. Ở đây là building kiểu như là thợ xây nè. Ô thiệt. Nó cho mình cái nón phụ hồ nè. Cái nón của công nhân đi xây dựng các thứ nè, được á. Cái này mình treo ở đâu là hợp lý nha. Ví dụ cái nón này treo chung cái set giáp này được không? Thiên thần đi phụ hộ. Thôi đùa á. Cái này chắc tạm thời để đây cũng được. Đồ lạ, đồ lạ. Còn cái thùng này. Thùng này thì sao? Ồ, cho mình một cái áo nè. Áo gì đây? Ồ. Cái áo này giống như là cái áo thợ điện vậy á. Wow. Cũng được, cũng được. Nói chung là mấy cái bộ giáp này trông cũng có cái nét gì đó nhìn lạ lạ ha. Hồi nãy thì mình có cái siêu up building này thì để dịp khác đi. Hôm nay thì mình muốn phục thù lại mới được. Vì mới nâng cấp giáp cũng như là nâng cấp cho Eternal rồi. Nên mình nghĩ lần này khi mà mình chinh phục cái cuộc xâm lược chắc sẽ dễ dàng hơn á. Ngoài ra mình còn có đồng băng cấp 100 nữa mà. Không có ngán đâu. Đụng là trụng luôn. Rồi. Đồ đạc mình đem ra hết rồi đó. Đi thôi. Chuyến này thì nó sẽ cho mình thêm 5 phút luôn cơ. Được quá ta. Thêm 5 phút luôn. Vô vô. Xúc luôn thôi. Bệnh gì cỡ. Mình sẽ kêu rồng ra ha. Hả? Mình không chịu hồi rồng được ở bên đây à? Really? Oh. Nó không cho mình triệu hồi rồng ra. Chết tiệt. Vậy thì mình sẽ triệu hồi Eternal. Đó. Người đông người ta cũng đông vậy. Vô đây. Vô đây. Người đông người ta cũng đông đấy. Cố lên cái Eternal. Ui cái Eternal mình bị gục hết rồi. Trời. Bọn chúng quá là khủng khiếp luôn. Eternal mình mới ra thôi là bị hạ hết rồi. Trời đất. Ây da, ây da, ây da. Vậy đó quý thần ơi. Này thì giúp chám hệ tòa nội của mình hả? Mặc dù mình đã trang bị giáp rồi, nâng cấp vũ khí rồi mà vẫn không chịu nổi. Bọn này khủng thiệt. Này thì ăn hiếp Eternal của mình hả? Ui mới màn 1 thôi mà 3 Eternal của mình đi hết rồi. Căng thiệt sự. Rồi mình đã vượt qua được cái màn đầu tiên rồi. Tuy hơi vất vả một xíu nhưng mà vẫn khá là ok. Ủa? Nó cho gì á? Ồ, lần này đồ nó cho ở trên không nha. Mình phải bay lên để mình lấy này. Trời đất. May là mình có cánh mình bay được á. Coi coi. Mà chơi mà không cho triệu hồi rồng là mình thấy ăn gian rồi. Người ta có rồng mà không cho người ta triệu hồi rồng. Ơ, bây giờ thì cho triệu hồi. Lúc cần thì nó không cho, mà lúc không cần triệu hồi thì nó cho mình triệu hồi. Các bạn thấy bọn chúng chơi điếm không? Kỳ cục kẹo hết. Lần này mình sẽ rút kinh nghiệm. Mình triệu hồi trước. Thôi rồng thôi. Đây. Mình triệu hồi rồng ra trước ha. Đó, bên đây thì nó không cho. Ê, mình thử triệu hồi ở đây. Rồi mình bay vô coi. Không được. Rồng bự quá không bay vô được. Mình chỉ cần bước vô đây là nó không cho mình triệu hồi rồi. Ồ. Cay thế nhờ. Đỡ đi. Lên trình. Rồi giờ thì tha hồ mà lướt ha. À, phải vậy chứ, phải vậy chứ. A few moments later. Có vẻ là sau khi mình nâng cấp cái nón mình có cái dòng anti-dam thì có vẻ là bắt đầu mình có thể chống chọi là những cái con boss ở bên thế giới kho báu, nhưng mà vẫn rất là khó khăn để vượt qua nha. Và tiếc thay là mỗi lần mình trở về từ cánh cổng đó thì mình không có được bất kỳ một cái rương nào hết. Thành thử ra mình đánh giá cái cánh cổng kho báu vừa rồi nó không có được cao cho lắm nha. Tính ra là bữa nay á, là mình đầu tư hơi bị nhiều cho rồng luôn. Vậy mà không có nhờ rồng được nhiều cho lắm ha.
Rồi sao tự nhiên trên trên không này lại có bọn zombie là sao đây? What the heck? tự nhiên trên trên bầu trời lại có mấy con zombie như vậy? Hơi ảo nha. Ôi trời, nó còn nhảy xuống dung nham luôn kìa. Ôi sao mà ơi. Con ngon bước vô đây. Ui nó nhảy vô thiệt. Ui trời, con zombie bây giờ nó thông minh tới mức mà nó biết nhảy qua dung nham để nó đánh mình luôn nè. À, nhảy thì nhảy hả? Ui. Ủa nhưng mà sao thịt zombie này lạ vậy? Ồ, thịt zombie này ăn hồi nhiều thức ăn lắm. Mà kiểu nó ống ánh như là cà rốt ống lấp lánh gì đó. Nó còn có cái mặt nạ nữa nè. Mình cosplay thành cái con zombie rồi. Oh, ảo thật đấy. Để một xíu đói mình ăn thử cái miếng thịt zombie này coi coi mình có biến thành zombie luôn hay không á. Ủa đây là nhà của ai ấy nhờ? Nhìn lạ ta. Trời, đây là nhà của ninja. Ninja nè. Ghê đây. Zombie này ảo rồi cưng. Ninja ghê thế nhờ. Khiếp thế nhờ. Ghê thế nhờ. Mất tiêu cái nhà luôn. Gồng mình đi vài đường quyền thôi là bay cái nhà luôn mà. Ghê thiệt sự. Thôi xử nó thanh niên này đi. Này thì phóng phi tiêu nè. Gồng mình đi đường quyền phát một cái nhà mất tiêu luôn mà. Đó là sức mạnh của rồng đó. Công mình nuôi hơi bị lâu mới bự như vậy đấy. Biến con thuyền này thành con thuyền băng luôn. Wow, quá là khủng ha. Nhưng mà thôi, mình tàn phá như vậy thì sẽ có ngày bị nghiệp quật á. Nên thôi lỡ rồi mình tàn phá tiếp đi. Tàn phá nốt nhà của mấy thanh niên chiến binh gà luôn á. Đi tới đâu là mình sẽ gây thù chú quán tới đó. À còn mấy con nhện này nữa. Xúc mấy con nhện này luôn. Bữa nay là ngày cà khịa mà. Gặp con nào cũng khịa hết á. Vừa rồi thì các bạn cũng thấy được sức mạnh của... Ôi, mình ăn thịt zombie mình có kháng lửa nè. What the heck. Ồ, thịt này khá là hữu ích đây. Được, sắp tới chắc mình phải mang cái thịt này đi săn kho báu mới được. Và hồi nãy các bạn cũng thấy rồi đó, sức mạnh của rồng băng khi mà lên giai đoạn 5 rất là khủng á. Nhưng mà chẳng qua là chưa có dịp để rồng thể hiện thôi. Rất là đáng tiếc luôn. Phải hồi nãy mà mình chinh phục cái đấu trường á, mà có rồng chắc là mình sẽ dễ dàng vượt qua á. Nhưng mà không sao, sắp tới mình sẽ tìm cách để cho rồng thể hiện. Và hôm nay thì mình còn may mắn hơn khi mà sở hữu được một cái kiểu như cái khung để mình kích hoạt cái cánh cổng dẫn tới kho báu cuối cùng nè. Đây là thứ rất là quan trọng để sắp tới mình có thể dùng và dẫn tới cái kho báu cuối cùng và cùng nhau săn nó ha. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm đạt được mục đích đó. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến săn kho báu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến săn kho báu kế tiếp may mắn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.